Hello, muốn chào cả nhà. Lại là mình đây. Lại là những video và những chia sẻ những thông tin hữu ích nhất đến quý vị và các bạn. Thì hôm nay mình xin chia sẻ cái này gọi là viên nén sơ dừa. Đây. Thì ngay cái từ viên nén chắc chắn các bạn biết rồi. Viên nén là một cái loại viên được dùng máy nén lại giúp tiết kiệm diện tích, tiết kiệm công vận chuyển và đặc biệt là rất chi là nhẹ. Đây, rất chi là nhẹ. Được. Đấy. Viên này được mang tên là viên nén sơ dừa. Viên nén sơ dừa thì được làm bằng công thức đó là mụn dừa và phân bón vi sinh. Có tác dụng là kích thích cây ra rễ, kích thích hạt nảy mầm và đặc biệt là rất dễ phân hủy. Trong cái viên nén này thì chứa rất nhiều chất dinh dưỡng. Đấy. Và bây giờ mình đã chuẩn bị sẵn một ly nước kia rồi. Cách sử dụng viên nén này thì rất chi là đơn giản. Bây giờ các bạn để ý kỹ nhá. Nó chỉ khoảng 3 cm đường chiều rộng và chiều dày nó chỉ là 8 mm thôi. Và bây giờ mình sẽ ngâm chúng vào ly nước. Các bạn lưu ý là không nên ngâm quá lâu. Các bạn ngâm khi mà nó nở hết rồi ấy, thì các bạn vớt nó ra, tránh tình trạng là chất dinh dưỡng ở trong này nó ra hết. Đấy. Ở viên nén này có một cái màng bọc, đây màng bọc ở phía ngoài này rất chi là mỏng, giúp viên nén là không bị thủng và rễ cây có thể đâm ra được khỏi cái màng này. Trên viên nén này có sẵn cái lỗ, các bạn chỉ việc bỏ hạt cây vào đây và ươm giúp chúng nảy mầm. Đó. Viên nén sơ dừa này là thay thế hoàn toàn những cách ươm truyền thống. Ví dụ cách ươm truyền thống các bạn sẽ ươm vào khay hoặc là các bạn sẽ ươm vào cái túi tựa, nhưng mà nó rất mất nhiều thời gian và công sức. Nếu mà ở những nơi mà diện tích hẹp, chật, không lấy được đất thì viên nén sơ dừa là một giải pháp tiện lợi, hữu dụng và rẻ tiền cho các bạn thử dùng và trải nghiệm. Ở viên nén này mình mua ở trên mạng có giá là 3.000 đồng trên một viên và mình đã xin được cái giá tốt rồi. Nên là khi nào các bạn cần thì các bạn cứ liên hệ mình thì mình sẽ cung cấp ngược lại cho các bạn. Và bây giờ mình sẽ thả chúng vào viên nước và sau một lúc sau chúng ta sẽ so sánh là khi mà chưa xuống nước thì là như thế nào và xuống nước rồi thì nó nở ra làm sao. Đây, các bạn cùng chờ đợi với mình nhé. Rồi, sau khoảng 3-5 phút thì chúng ta lại gặp lại nhau và đây là kết quả của sự so sánh. Đây là viên nén sơ dừa mà mình đã ngâm được khoảng 5 phút. Đây. Đây là viên nén mà chưa ngâm, còn đây là viên nén đã ngâm rồi. Thì chiều dài nó lên khoảng 6 cm. Đấy. Còn chiều rộng thì gần như là vẫn như giữ nguyên nhá. Đấy nhá. Các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy này, tấm màng mỏng này. Tấm màng mỏng bảo vệ cái viên nén này rất mỏng. Đấy. Và nước có thể thoát được ra từ ở những cái màng mỏng này. Và rễ cây cũng được đâm lòi ra từ những cái màng mỏng này rất chi là đơn giản, nhẹ nhàng. Đây. Đó. Như vậy là khoảng sau 5 phút là vừa tầm các bạn, không nên ngâm quá lâu sẽ ra chất dinh dưỡng. Để cố gắng mà không mất chất dinh dưỡng thì mình sẽ tiếp tục mình nhúng cái miếng khác vào đây để vừa tiết kiệm nước mà vừa tiết kiệm chất luôn. Có bao nhiêu chất ở ngoài thì nó sẽ ngấm vào trong này luôn. Và bây giờ mình sẽ bỏ hạt vào đây. Hôm nay mình sẽ gieo thử hạt gọi là hạt đu đủ. Đây, tí nữa mình sẽ bỏ hạt vào đây. Đây, do nhà mình nghèo có hoàn cảnh cho nên là mình sẽ quyết định trồng cây đu đủ. Đấy, đu đủ để hy vọng là năm 2022 sẽ sung túc và đầy đủ. Đấy, và cũng sắp Noel rồi. Xin gửi lời chúc, lời chào tới toàn thể tất cả các bạn. Một Noel, một Giáng sinh an lành. Rồi. Đây, boom. Đấy. Và chúng ta sẽ cùng xem kết quả sau khoảng 3-5 ngày. Đấy.
Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video viên nén sơ dừa. Và các bạn nào có nhu cầu mua thì hãy để lại bình luận, hoặc là cần mua thì sẽ liên hệ với mình sẽ hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn nhiều.